xin đọc phần tiếp theo của quyển sách Tinh Hoa Lãnh Đạo, phần thứ tư, phản ứng trước những lời phê bình. Phần tiếp theo: rõ ràng những điều tôi cảm nhận được về bản thân là đúng sự thật, những điểm yếu này có tồn tại, vậy thì câu hỏi là tôi sẽ làm gì để khắc phục chúng. Phần thứ hai: thay đổi bản thân, vấn đề trách nhiệm. Khi lời phê bình của ai đó về tôi là chính xác, tôi phải có trách nhiệm làm một điều gì đó. Đây là cách để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Nếu tôi phản ứng với các lời phê bình bằng cách xem xét lại bản thân và chấp nhận điểm yếu của mình, thì sau đó cuộc sống của tôi sẽ có những thay đổi tích cực. Tác giả Aldous Huxley nói, bạn sẽ biết sự thật và sự thật có thể làm bạn phát điên. Phản ứng tự nhiên ban đầu của tôi đối với sự phê bình thường là cảm giác tổn thương, tức giận. Nhưng sau khi cơn giận dữ lắng xuống, tôi cố gắng phân tích xem lời phê bình đó có tính chất xây dựng hay là chọc phá. Nhiều người nói, lời phê bình có tính chất xây dựng là khi tôi phê bình anh. Còn lời phê bình có tính chất chọc phá là khi anh phê bình tôi. Sau đây là một số câu hỏi tôi thường dùng để xác định kiểu phê bình. Ai phê bình tôi? Những lời phê phán của một người khôn ngoan tốt hơn là lời góp ý chân thành của một kẻ ngờ ngợt. Điều đó rất quan trọng. Lời phê bình được đưa ra như thế nào? Tôi cố phân tích người đó đang phán xét hay chỉ nghi ngờ và có ý kiến đóng góp cho tôi. Tại sao tôi lại bị phê bình? Đó là lời phê bình nhằm làm tôi tổn thương hay muốn tốt cho tôi? Những người bị tổn thương thường làm tổn thương người khác. Họ đã kích hay chỉ trích người khác để cảm thấy tốt hơn, chứ không phải để giúp đỡ người khác. Dù lời phê bình có hợp lý hay không, chính thái độ của tôi quyết định tôi sẽ trưởng thành hay suy sụp. Bạn tôi, Ken Blanchard, một chuyên gia quản lý, đã đúng khi nói, một số nhà lãnh đạo, như những chú chim Hải Âu, khi có chuyện gì đó bất ổn, chúng bay vào bờ, làm ầm ĩ lên và đảo lộn mọi thứ. Những người có thái độ đó không chỉ từ chối nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề mà còn khiến cho vấn đề đó rắc rối hơn. Người ta chỉ có thể trở nên tốt đẹp hơn khi cởi mở với sự thay đổi. Vì thế, khi bị phê bình, tôi cố gắng giữ thái độ đúng đắn bằng cách không ngoan cố, tìm kiếm nguồn gốc của vấn đề, tạo ra những thay đổi cần thiết, chọn lấy con đường tốt nhất. Nếu tôi làm được những điều này, tôi sẽ có cơ hội học hỏi và hiểu rõ bản thân, tiến bộ với tư cách là một nhà lãnh đạo và duy trì mối quan hệ với người khác. Thứ ba, chấp nhận bản thân, vấn đề trưởng thành. Jonas Salk, người tạo ra vaccine chống khuẩn Salk, đã bị phê bình rất nhiều dù ông có đóng góp lớn cho ngành dược. Trong số những lời phê bình, ông nhận thấy, đầu tiên mọi người nói bạn sai, sau đó họ nói bạn đúng, nhưng những gì bạn đang làm không thật sự quan trọng. Cuối cùng họ sẽ công nhận bạn đúng và những sự việc làm bạn làm rất quan trọng, nhưng sau tất cả họ đã luôn biết điều đó. Các nhà lãnh đạo, những người đứng mũi chịu sào, phải làm thế nào với kiểu phản ứng không kiên định đó của người khác? Họ phải chấp nhận bản thân. Nếu bạn đã nỗ lực hiểu rõ bản thân và thực sự chăm chỉ để thay đổi mình, thì bạn còn phải làm gì thêm nữa? Giáo sư Leo Buscaglia nói, điều dễ dàng nhất trên thế giới này là trở thành chính mình. Điều khó khăn nhất là trở thành người theo mong muốn của người khác. Đừng để ai đưa bạn vào vị trí đó. Hãy là người tốt nhất mà bạn có thể, và một người lãnh đạo tốt nhất, bạn cần là chính mình. Điều này không có nghĩa là bạn không thật sẵn sàng để trưởng thành và thay đổi. Điều này chỉ có nghĩa là bạn làm việc để trở thành chính mình tốt nhất có thể. Và như nhà tâm lý học Carl Rogers đã nói, có một nghịch lý kỳ lạ là tôi có thể thay đổi khi tôi chấp nhận bản thân như vốn có. Hãy là chính bạn, đó là bước đầu tiên để hoàn thiện bản thân. Vì tôi giả định rằng bạn hoạt động trong lĩnh vực sở trường của mình, nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh việc chấp nhận bản thân bạn là dấu hiệu của sự trưởng thành. Nếu bạn lo lắng về những lời phê bình của người khác, đó là vì bạn tin tưởng vào quan điểm của họ hơn là chính mình. Giảng viên về quản trị và tư vấn viên Judith Barquick nói, sự tự tin thật sự đến từ việc hiểu biết và chấp nhận bản thân bạn, điểm mạnh, điểm yếu, chứ không phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác. Thứ tư, quên đi bản thân, vấn đề an toàn. Bước cuối cùng trong tiến trình ứng phó hiệu quả với những lời phê bình là dừng việc tập trung vào bản thân. Khi trưởng thành, nhiều người trong chúng ta mất nhiều thời gian lo lắng về những lời phê bình của mọi người xung quanh. Bây giờ tôi đã 60 tuổi và tôi nhận ra rằng mọi người thật sự không chú ý nhiều tới tôi. Những người thành công thường quên đi bản thân để tập trung vào người khác. Bằng cách đó, họ có thể đối mặt với bất cứ loại phê bình nào và thậm chí còn làm hài lòng những người phê bình. Trong nhiều năm, khi còn là mục sư, tôi ra ngoài và liên hệ với những người phê bình tôi vào mỗi sáng Chủ nhật với tư cách cá nhân. Tôi tìm kiếm và chào đón họ. Tôi muốn họ hiểu rằng tôi trân trọng giá trị mọi người, giá trị con người họ mà không để ý đến thái độ của họ đối với tôi. Quên đi bản thân và tập trung vào những người khác giúp tôi có mối quan hệ tốt với mọi người. Tôi cố gắng sống theo nhà văn Buckingham Beauty. Hãy học cách sống bằng chính tâm hồn bạn, và nếu bạn bị ai đó phá đám, đừng bận tâm. Nếu ai đó ghét bạn, đừng bận tâm. Hãy hát bài hát của bạn, giấc mơ của bạn, hy vọng vào những hy vọng của bạn và cầu nguyện bằng lời cầu nguyện của bạn. Một ngày nọ, Barry Noble, một nhà lãnh đạo trẻ,
mà tôi làm cố vấn đặc biệt đã chia sẻ với tôi về nỗi đau khi bị phê phán. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của anh khi anh ta xin ý kiến về cách thức ứng phó với những lời phê bình. Tôi giải thích rằng người lãnh đạo giỏi không cần biện hộ cho bản thân. Sau đó, Barry nói với tôi, ngày hôm đó tôi nhận ra rằng tôi đã dành quá nhiều thời gian để biện hộ cho bản thân trước những lời người phê bình mà không cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Là nhà lãnh đạo, bạn phải luôn nghiêm túc với trách nhiệm của mình và không quá chú ý đến bản thân. Tục ngữ Trung Quốc có câu, may mắn cho những ai có thể cười chính mình. Họ không bao giờ ngừng lại để thảnh thơi. Sự thật là trong nhiều năm tôi đã tự cho phép mình thảnh thơi. Bạn tôi, Joy Meyer, nói, Chúa có thể biến tất cả những ước mơ của bạn thành hiện thực, nhưng không bao giờ để bạn trở thành một ai khác. Bạn không thể làm gì tốt hơn là cố gắng hoàn thiện bản thân. Nếu bạn làm vậy trong vai trò là lãnh đạo, bạn sẽ thể hiện cho người khác thấy khả năng tốt nhất của bạn. Và đôi khi bạn có thể bị người khác chỉ trích. Đó là cái giá phải trả để trưởng thành.